đó, mình không hiểu chuyện giúp ông chỉ về con má về đâu. Mình nói là đó là mình biết ông bà tổ tiên của mình, cái người biết cái tổ tông đó, tông tôn giáo, chữ tôn giáo, chữ tôn giáo mà chúng ta dùng cho tôn giáo đó là nó ra từ cái tông, tông mà tông á, tông á cây có cội, cây có gốc, người có tông nhá. Tông á không phải là đấng đầu tiên hay tiên cùng đâu, mà tông là đấng thứ hai. Theo của văn hóa mà đông phương của chúng ta hiểu, đấng thứ hai tức là tông, tức là tổ của cái gia tộc của cái đồng mình trước. Nhưng mà đấng ở trên đầu á là mới là tiên, tiên là tổ, tức là thượng đế là trước à. Cho nên tổ tiên của chúng ta không được đứng hàng số 1 mà chỉ được đứng hàng số 2 thôi. Bây giờ quý vị tưởng tượng như vậy, quý vị tưởng tượng của mình là bây giờ bao giờ mình nghĩ mình cũng đó. Không có ai mà ông bà mình nói thôi, mình giữ mình giận ai thì mình nói mày cũng có cha, có mẹ, có ông, có bà, có nguồn, có gốc, chứ bộ mày dưới đất mình nứt lên mình đó. Ông bà mình có nói cho, bộ mày dưới đất mình nẻ lên thì sao mà mình biết ai trên được. Tức là mình là người có gốc, có tổ tiên. Nhà tôi ngày xưa ở Gò Công, tôi mỗi lần mà đến thăm nhà tôi ở dưới Gò Công rồi, thì quý vị biết đó, cái nhà nó lớn bằng hai cái phòng nhà thờ chúng ta này, để không biết khoảng mấy trong cái bàn thờ thôi. Có những cái bàn thờ mà nó mất, nó rêu, nó không ai còn nhang khói gì, cái lúa ở đằng sau đó, chỉ bắt đầu chỉ hai ba cái bàn thờ đầu á, đời ông nội hay là ông cố ông sơ ông sẩm là chỉ còn nhang khói thôi, chứ còn đằng sau thì là nó thành cho bụi rồi, nó lớn quá không có dọn. Nhưng mà người Việt Nam như chúng ta mình có cái mình thờ ông bà tổ tiên của mình nhớ được, không có nhớ dài, mình nhớ được cái cửu trùng thôi, mới gọi là chín đời lên cái cửu trùng thôi, không có lên qua cái 10 mình không có giữ nữa. Cho nên cái mà về rước ông bà tổ tiên đó là mình nói là mình rước chung hết tất cả ai là ông bà tổ tiên là mình về ăn tết con cháu để cho con cháu mình nhớ. Cho nên bởi vì cho nên đây là một cái phong tục, một cái lưu quý, chứ nó không phải là cái tín ngưỡng, nó phải là cái thờ trời khác. Bởi vì khi mà dân tộc của chúng ta hay tất cả mà mình có chuyện gì mà mình đau khổ, mình có gì mình kêu ai, kêu trời, chứ không ai kêu ông bà. Cho nên ông nội ơi cứu tôi, ông cố ơi cứu tôi, ông sơ ơi cứu tôi, mình có kêu ông tổ ơi cứu tôi, mình đâu có kêu phải không, mà mình kêu trời ơi cứu tôi, tức là cái đấng trên cùng hết. Cho nên chứng tỏ rằng chúng ta dân tộc chúng ta chỉ thờ trời, chứ không có thờ các cái đấng tổ tiên. Nhưng đấng tổ tiên của chúng ta là chúng ta kính thôi, thấy không? Ở đây có một cái mà tôi nói nãy giờ nó dài, nó leo qua giờ của quý vị rồi, nhưng mà tôi còn nhiều thứ tôi nói vui lắm, đòi chờ ảo thuật của tôi nữa, thấy không? Quý vị ở đây quý vị có ai mà thấy biết cái này giống này thì giống gì không? Nếu mà tôi đưa một cái đây, tôi đưa này lên thì ai thấy nó giống cái gì? Cái bia đúng rồi, cái bia mình ra cho nghĩa trang mình thấy đầy cái mấy cái này gọi là cái bia, nha. Là bia là nơi chết cái gì, nha. Nhưng mà cái khi mà chúng ta thành hai cái này ha, thì nó không còn là cái bia nữa. Nếu mà ai mà xem những hình ảnh của đạo chúa nhiều người kia, thì chúng ta thấy đây là cái bản bùi diệu văn, nha. Đây là cái bản bùi diệu văn mà của ông mua xe và được Chúa viết ở trên núi, bên xuống ông ấy cầm hai cái bản bằng đá 10 điều răn này xuống, thì một bên này á là 5 điều và một bên này là 5 điều, thấy không? Có người nói không, bên này có 4, bên này có 6, có đạo thì không, nói bên này là có 5, bên này có 5, rồi có đạo thì nói không biết không rõ. Nhưng mà thì tôi cứ tạm tôi chia nó ra là 5 cho nó đều đi. Đây, cái 5 điều răn này đó thì mà Chúa cho nó là cái hướng dẫn của nhân loại ra xuất phát từ người Hebrew, tức là người Do Thái xưa đó. Người Do Thái xưa khi mà họ được đi ra mà lọc nước đó, thì trên cái đường mà họ đi lọc nước ở trong 40 năm ở đồng vắng đó, thì Đức Chúa Trời cho họ 10 cái điều răn. Chắc lẽ Chúa nói rằng cho nó 9 điều thì sợ nó về nó đếm 10 ngón tay nó thấy sao nó có cái 10 ngón tay mà Chúa cho có cái 10 điều, thấy không? Thành ra Chúa nói 11 điều cũng không được, 12 điều cũng được, tôi cho 10 điều cho nó đúng nó về, nó có cái bàn tay nó dòm nó nhớ,
không? Nó nhớ thấy cái bàn tay rồi nó nhớ năm điều Chúa cho, thì nó bàn tay kia nó thấy năm điều Chúa cho nữa, cứ nghĩ vậy thôi chứ không biết chắc có phải là Chúa tính vậy hay không nữa. Nhưng mà Chúa tính vậy nó cũng dọn năm điều nó lạ lắm quý vị. Nếu quý vị mà tính ra văn hóa Việt Nam của mình á, à thì nó cái năm điều bên này á nó đúng, mà năm điều bên này nó cũng đúng cho văn hóa phong tục Việt Nam đó. Bây giờ bà con mình nhớ được đây, điều anh thứ nhất nói dài nhớ không? À, ví dụ bây giờ tôi hỏi kìa, điều anh thứ nhất nói về gì? Thấy không? Bà con coi nhớ không? Chiếc mặt trai như gì vậy? Tôi chớ có các tình khác, thấy không? Thầy, tôi làm ảo thuật mà được cái tiếng tôi viết cho tôi không ra này. Ta thấy rồi. Ta thấy chụm lại nhân phần nữ cao, chứ đó nói chuyện sau, thấy không? Bây giờ chúng ta thấy đó, cái điều anh thứ nhất của Chúa đó, à thì mình đều thấy thứ nhất của Chúa là đầu tiên hết là số 1, mình cứ ghi đi một này. Còn trước mặt ra như chớ có các thần khác, tức là không có Chúa nào khác, chỉ một mình Chúa thôi. Ok, mình đều là một nha, một nha, một Chúa. Mình cứ ghi vậy đi, mình cứ đứng vậy đó, một Chúa, tức là một Chúa trời đó, chứ không phải Lord nha. Một Chúa. À, ok. Một Chúa. Trước mặt ta người chưa có các thần khác. Thứ hai, điều răn thứ hai là gì? Chính là mình là người đi đạo Chúa. Con cái Chúa mình phải biết có 10 điều Chúa dạy. Người đạo Phật người ta đi người ta còn nhớ thập giới. Có 5 điều. Nhưng mà bên đạo Chúa mình tới 10 điều là. Cho nên tôi sẽ nói tại sao mình 10 điều nó hay lắm. Một Chúa. Điều thứ hai là điều thứ hai là gì? Người chết, người chết. Trước mặt ta người chết có các thần khác, như chớ làm tượng chạm nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất. Người chớ quỳ lại trước các tình tượng đó và cũng đừng hầu việc chúng nó. Thì ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, là Đức Chúa Trời kỵ ta, hay ai ghét ta, ta sẽ đem tội của cuộc phạt lại con cháu chúng ta bốn đời và sẽ làm ơn đến ngày đời cho những kẻ nào yêu mến ta và gìn giữ các điều răn ta. Tôi đọc quý cha cũng thiếu một chữ đâu. Thì rồi là ông tổng thống Obama ông đọc 35 chữ mà đọc tới đọc lui á. Chứ tôi đọc cái điều răn số 2 chúng tôi đều không bắt một chữ. Trước mặt trăng như chúa có các thần khác là một chúa thôi, không có thần nào khác hết trơn á. Thứ hai, nếu chúa làm tượng trạng nào giống như những gì, giống những vật trên trời cao kia, Chúa có phải là vật không? Chúa có phải là vật, vật trên trời cao kia. Bà con mình đến vật trên trời mình có những gì nè? Mặt trời nè, mặt trăng nè, đôi sao nè, chim nè, mây nè, gió nè, nắng nè, mưa nè, trên trẻ nè, giống trẻ nè, không khí nè, phải không? Trên trời có không khí chứ. Ở lúc sau này Mỹ với là các nước Trung Quốc bây giờ nó bỏ việc vệ tinh trên nữa, thấy không? Hồi sáng này tôi đọc nghe đài BBC nó nói là Trung Quốc bây giờ sắp tới năm 2010 mấy rồi sẽ đặt thêm 50 cái vệ tinh ở trên trên nữa. Thành ra nếu mình làm cái hình con vệ tinh mình đang xuống mình thờ đó, là mình thờ được những vật trên trời cao kia đó, thấy không? Bây giờ mới có vệ tinh chứ mai mốt còn có những cái đài chuyên văn nó bỏ lên trên trên nữa. Đó là những cái space station nó đã có rồi, những trạm không gian nữa. Đó là trên trời cao kia, tất cả những vật. Nhưng mà nếu Đức Chúa Trời có phải là vật không? Đức Chúa Trời không phải là vật. Cho nên Chúa nói những vật trên trời cao kia. Mà cái vật đó là vật gì? Không phải là cái vật như cái đèn, cái đại tiên sinh hay là cái trạm đó. Cái vật đó phải là Sa Tăng. Vật nó tượng trưng cho Sa Tăng là ma quỷ. Thì cái đó Chúa mình cấm là ma quỷ. Chứ còn ví dụ trên trời có một cái thiên thạch nó bay từ cái hành tinh khác nó rớt trên trái đất nó bay, cái hành tinh nó bị hư thì hành tinh nó khiến mình sợ quá, mình coi truyền hình thấy nó bay xuống mình sợ quá, mình ước gì cuộc đó nó bị đụng trái đất chúng ta cũng ai thờ thế đó. Nhưng mà chúng ta trở lại cái câu á, nhưng chứ làm tượng chạm nào giống như vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này. Đất thấp này thì có gì? Vật dưới đất thấp này, núi nè, gạch này, đá này, rừng, sông này, biển này, đủ thứ hết. Con bò này, con voi cái này kia rồi đó. Ông bà mình đó,
văn hóa của chúng ta thứ hai, chúng ta có bốn con mà nó lớn mà nó mạnh nhất gì ai còn nhớ là gì không? Long, lân, quý, phụ, nhớ không? Con long nó đâu? Trên trời, không phải trên trời. Con kinh thánh nói con long, con rồng tức là sa tăng đó. Còn một sa tăng là con rắn xưa đó, trong các cái quyền đó, các trên trời. Nó là Satan, nó là Lucifer, nó là các thiên sứ mà bị Đức Chúa Trời đuổi ra khỏi thiên đình và nó bay lãng vãng rồi nó tìm các thiên trời. Ông Kinh Thánh của chúng ta tôi nói, chúng ta không phải chiến đấu với tiền và huyết mà với các thần dữ, với các thần trời cao.